giờ mình sợ quá chú sao, đi ngoài đường nó sợ quá chú sao. Đâu có xe chạy đâu, giờ thành khu phố đi bộ rồi. Mình có cái dáng trượt trượt. Giờ đi bộ mà sướng, rộng rãi, thoải mái. Còn Khánh nha, để nó lạc nha. Lạc là chạy lại mấy chú công an đọc số điện thoại nha. Intercon, khách sạn 5 sao. $3,000 một đêm. Quay đi, xe đó. Với là mấy người chất cao giống như thế này biết từ người ghế đầu, ban lãnh đạo, ban ghế đầu trong cái này. Festival mới xong. Đây nè. Hải sản seafood đó. Phô ma phố biển. Hải sản đó. Không ăn đâu, ăn được đâu. À, không khí khu vực của con đường Trần Phú rất vui quý vị. Hôm nay là ngày diễn ra cái đại nhạc hội âm nhạc Đôi Cánh Kỳ Diệu, được tổ chức ở khu vực quảng trường 24 vào tối ngày 17 tháng 6 năm 2023. Ở đoạn này là gần với tòa nhà Havana quý vị. Ở bên kia là cái Paradise Club cũng như là Havana Club, khu vực gần với nhà hàng Bốn Mùa cũng như là quán cà phê Bốn Mùa này. Đường nó rung rung. Đây là dự án hai cái tòa nhà cao 40 tầng. Mới lên được có 4 tầng mà đứng lâu nay rồi. Tropicana, khách sạn cũng như là căn hộ du lịch, khu phức hợp thương mại khách sạn Bellevue Way. Bây giờ cái con đường Trần Phú đoạn từ đường Nguyễn Chánh kéo dài xuống tới đường khu vực của con đường biệt thự là con đường Trần Phú này bị chặn lại hết, xe không còn lưu thông nữa, bây giờ chỉ còn dành cho khu vực đi bộ thôi vì đó. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, rất là mát mẻ, buổi tối rất là đông người dân cũng như là du khách đi dạo rồi chơi ở khu vực quảng trường trung tâm.
trong cái đêm đại nhạc hội Đôi Cánh Kỳ Diệu đêm hôm nay. Và khu vực ở trên con đường Trần Phú này có thể thành một cái khu phố đi bộ rồi, rất là thoải mái luôn, rộng rãi. Bên kia là cái công viên Sứa vậy. Cái công viên này bữa trước ngày lễ festival đó là tổ chức cái hội lễ hội ẩm thực. Đó, khu vực quảng trường đông nghẹt luôn. Du khách đi du lịch vào mùa hè này ở Nha Trang rất là nhiều những cái chương trình ca nhạc về đêm, các cái lễ hội đó. Không khí khá là nhộn nhịp quý vị. Chỗ này là cái Nha Trang Luxury Hotel, câu lạc bộ Nagamats, Gaming Club. Một Luxury Hotel là một trong những khách sạn lâu đời ở Nha Trang rồi, tồn tại khá là lâu rồi. Ở sân khấu quảng trường 2/4 đang có chương trình ca nhạc mà. Với sự có mặt đêm nay với những ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương và một số nghệ sĩ khác nữa vậy. Ở ngay góc này là ngã ba đường Lê Thánh Tôn và con đường Trần Phú. Cái đoạn con đường Lê Thánh Tôn lên tới đường Trần Hưng Đạo bên tay phải vì là cũng bị chặn xe lại rồi, chỉ dành cho đi bộ thôi. Wow, ra quảng trường gió mát cực kỳ luôn vậy. Thời tiết hôm nay khá là đẹp và gió biển thổi vô rất là mát luôn, mát lạnh lạnh đã lắm. Đó, mấy em này chơi quán trượt nè. Kiệt dắt em Khánh nha, để em đi lạc nha. Có du khách nhộn nhịp cũng như là người dân ở địa phương trong tỉnh. Ở bên kia là công viên á, trang trí rất là đẹp. Mọi người thì tới chụp ảnh, chụp ảnh thì tới đó. Chụp ảnh không? Vô đây chụp ảnh này đẹp nè. Đó, vô chụp đi. Anh vô đưa Kiệt chụp cho. Hả? Kiệt rồi chụp ông. Kiệt lên anh chụp ông đây chụp cho. À, lên chụp tháp Trầm Hương kìa. Đây. Không khí quá là vui nhộn. Thằng anh đâu? Quay đi. Lấy máy quay vậy. Nghe chỗ này cũng đẹp nè, nhiều người tới chụp ảnh quá trời luôn quý vị. Cái khu vực trang trí bên đây là festival, đợt festival biển á. Đợt festival biển là trang trí hoa rồi, bây giờ vẫn còn luôn. Mọi người giờ này vẫn còn đang chụp. Không
bên kia tháp Trầm Hương quý vị. Quá trời người đi dạo chơi nè. Dạo khu vực mé biển gió mát lắm. Vô đây có vẻ đông người quá cho nên hơi nóng. Ở mé bên quảng trường 24 là cái sân khấu rồi. Người ta họ dăn lại vì họ không có cho lên tháp Trầm Hương, nên khu vực ở tháp Trầm Hương không có người. Chỉ dạo khu vực ở phía dưới của con đường Trần Phú thôi. Đó, quá trời luôn rồi. Đó, sân khấu quá đẹp. Sân khấu bây giờ là nằm theo cái hướng này vì nằm dọc theo cái chiều của con đường Trần Phú luôn. Để mọi người có thể cùng nhau thấy được. Sân khấu cũng khá lớn vì rất là hoành tráng luôn á, rộng lắm. Bên kia là cái khu hình như là trưng bày triển lãm phim. Chương trình triển lãm tranh nè, triển lãm ảnh nè, phim ảnh nè, Sâm Ngọc Linh nữa nè, tum tum nè. Ơi tô một không nè, như thật luôn. Đó. Tô một không này chụp ảnh bỏ tiền ra chụp nha mấy bạn. Mấy bạn đó chịu khó mặc đồ để đứng cho mọi người chụp ảnh để kiếm thêm thu nhập. Trải nghiệm thực tế ảo cũng như là triển lãm phim. Ừ.
càng gần càng không thấy gì hết. Đông quá, đứng sau là không thấy gì luôn. Đó, khu vực này hơi tối rồi. Đây chợ đêm nè, chợ đêm cũng tạm đóng cửa rồi. Panorama. Bên đây là khu triển lãm phim. Thank you.
xuống đất rồi. Chỗ này họ có bán sâm Ngọc Linh của Cơm Tum nữa, cái gian hàng sâm Ngọc Linh. Đây, tháp Trầm Hương. Tháp Trầm Hương tối nay họ chặn lại rồi, không có cho vô. Mọi người chụp ảnh lấy cảnh tháp Trầm Hương làm kỷ niệm này, khách du lịch nữa vậy. Trong kia nóng quá trời luôn á. Ở đây nó thoáng hơn, ít người hơn, nó mát. Mát lạnh luôn á. Trong kia đông. À, bây giờ ra ngoài biển cũng đông lắm luôn á vậy. Ngoài biển mọi người cũng vào chơi đông lắm, do ngoài biển giờ mát lắm. Rất là mát luôn, mát cực kỳ. Đây, những cái chậu hoa ngày festival vẫn còn. Đây, mấy con sắc nét đẹp, trắng màu. Thời đại công nghệ 5.0, 4.0 rồi, ai cũng có một chiếc iPhone. Hai mắt, ba mắt, chụp và rất là đẹp. Bây giờ thợ chụp ảnh coi như là ế hết rồi. Dưới biển rồi, có biển khóa là đông luôn nha. Biển này còn đoạn của tháp Trầm Hương. Biển gần khu vực tháp Trầm Hương. Mọi người đi dạo dưới biển chơi nè, mát lắm vậy, ngồi uống nước ăn vặt. À, bữa trước khu vực đây là những cái gian hàng ẩm thực trong cái đợt festival đó. Khu vực này cũng khá rộng á, cho nên là bữa trước chỗ tiếp gian hàng ẩm thực là
nhộn nhịp sôi nổi khu vực này. Đó, cái hình này giống như con sứa này vậy, nên gọi là công viên sứa. Khu vực này buổi tối cũng đẹp, buổi sáng buổi trưa là rất là mát với những cái cây bàng, cây dừa, hàng dương đổ bóng xuống mát rượi luôn. Phía ngoài là con đường Trần Phú. Ở đây nó bật điện lên sáng đẹp lắm nè. Ở đây giờ không bật điện. Bật điện lên sáng đẹp lắm. Mấy cái ô này nè. Mấy cái ô này tối người ta bật đèn lên. Đèn điện ở dưới đây. Ở bên kia là nhà hàng cũng như là cà phê bốn mùa. Ở khu vực này sáng rực luôn, đẹp ghê luôn á vậy. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin mến chào các bạn.